Em. Baby đang làm gì á? Kéo tóc. Bữa nay anh kéo cho. Yay! Đây anh kéo gì cực cưng nha. Anh ơi. Anh ơi. Em bị nắp cục. Nắp cục hả? Người ta chỉ làm sao để hết nắp cục tắm. Bây giờ uống nước mấy hôm. Em đến thở tí xíu đi. Là hết rồi. Hai ba nín thở. Nín thở hả? Ừ. Không có hết mất cục đầu. Mà chín hết. Chín hết thì hết. Một. Ừ. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Hết chưa ta? Giờ tóc giờ đẹp quá. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi nè. Thật là thần kỳ. Thật là thần kỳ. Khi nắp cục, chúng ta hãy uống 9 hớp nước. Mỗi hớp nước chúng ta hãy đếm 1 hớp. Đây để anh giống như vậy là giống như vậy là để anh kéo này cho nó bay luôn nha. You có bay thiệt không? Bay thiệt mới nó bay luôn đó. You rồi nó bay rồi đó, còn bên này nữa. Sorry. Nó còn nghe cái bụt luôn. Không. Có. Mà biết khách ăn trái cây. Biết khách ăn trái cây đi. Nó còn nóng quá. Chẳng nên không phải kìm. Ừ.
đẹp cho đằng sau nè, chứ ở đó là thẳng rồi. Kì cho chín 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 sạch lắm. Bên này nữa, bên này nữa. Tính chạy hả? Khi quý khách tới salon của tôi sẽ tặng cho quý khách dịch vụ sau khuyến mãi. Đây, bắp da cho quý khách nha. Trả công cái gì đây? Trả công cho cơ quán cái gì đây? Trả công cho quán gì đây? Mm-hmm.